Dạ hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị đang có mặt trên kênh YouTube nha. Hôm nay xin nhắn hai bên Trường Anh lại về tiếp tục những mẫu xe cỏ về phục vụ cho bà con cô bác. Có một chiếc xe đi tốt dùng bền và đặc biệt hơn, số tiền rất là ít đòi đến với tay người sử dụng nha. Đây anh chị ạ, Mitsubishi Lancer đây. Con này sản xuất đời 2000. Xe này là một thương hiệu, một tài sản đến từ Nhật Bản nha. Mitsubishi, hàng nhập khẩu anh chị ạ. Hai cụm đèn nè, mới tinh. Đây là form dáng đồng sơn của em Mitsubishi nè. Bằng xe nó một cái áo màu lông chuột anh chị nha. Form dáng đẹp, máy cực kỳ êm. Máy này Trường Anh bao anh chị nửa năm máy nha. Máy không phải lo đâu. Con này là trước là thắng đĩa, sau là thắng đùm. Một dòng xe cỏ ít tiền thôi, vỏ còn tương đối là khá mới nè. 80% gầm bề phía trong nè, không có dấu hiệu là mục mọt anh chị nha. Mitsubishi Lancer đăng kiểm hết rồi, Trường Anh đi đăng kiểm mới cho cô chú anh chị nè. Hồi trước kính bể là thay kính luôn cho cô chú anh chị rồi nha. Con này kết hợp là có cam hành trình, màn hình cam dê nè, đầy đủ chức năng trên con xe rồi. Máy nổ thì thầm mùa xuân luôn. Mẫu xe này là mẫu xe nồi đồng cối đá cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Biểu tượng Mitsubishi nè. Kết hợp chủ nhà cũng đã lên cảm biến dê cho em nó đầy đủ ở phía sau rồi nè. 38.000 07 70, xe chính chủ rút hồ sơ được nha. Hai cụm đèn nguyên bản của dòng Mitsubishi nè. Đây là một xe thương hiệu của hãng anh chị nhé. Mitsubishi Badfull 1.6. Mức độ tiêu hao nhiên liệu xe này cực kỳ là ít luôn, 7 lít trên 100 km. Bốn vỏ đẹp như nhau, 80%. Mâm là mâm đúc anh chị nha. Gầm bể phía trong nè. Nồi đồng của đá chạy sướng lắm. Đây anh chị, phần tắp bi tắp lô cực kỳ là sạch sẽ nè. Ghế đây anh chị nè, đẹp như nhau. Tấm chống nắng phía sau đầy đủ chức năng trên con xe rồi. Đây là phần ghế cực kỳ là sạch sẽ, lấy về chạy thôi. Máy em ru. Đây là phần tắp bi cửa nè. Dòng này thì bốn cánh chính điện anh chị ạ. Bốn cánh chính điện hết toàn bộ luôn. Giá rẻ cực kỳ, báo giá cho cô chú anh chị là 75 triệu. Thay kính mới cho anh chị nè, đăng kiểm mới cho anh chị luôn nè. Và đồng thời có bớt cho anh chị luôn, ok chưa? Bốn cánh chỉnh điện rất là mượt mà. Keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau nè. Bề gác chân nguyên bản tàu xe. Hai bên những sóng gân nè, đẹp như nhau nhá. Đây là xe hãng Mitsubishi nè, chỉnh ghế nè, chỉnh hơi nè. Đây là anh chị có thể đôn hơi lên nè. Đầy đủ chức năng, chỉnh ghế, chỉnh tay vai. Đây là phần ghế bên tài đây. Trần là trần nỉ bọc chi lông cách nhiệt hết toàn bộ, tấm chống nắng trên trần đầy đủ. Con này trang bị là cam hành trình, màn hình nè, cam dê nè, đầy đủ nè, côn số nguyên riêng theo xe nè. Xe này bao chạy đường dài, chạy dưới 500 cây nằm đường, trả xe luôn cho Trường Anh nha. Vô lăng biểu tượng nguyên bản của Mitsubishi nè. Đèn còi cực kỳ là lớn, trợ lực lái nè, nhẹ tưng, ngồi một chỗ xe vô lăng thôi. Đây có chỉnh đèn sáng tối và kết hợp cho em nó là có gương chỉnh điện, đèn gầm, mọi thứ chức năng đang hoạt động. Rất là ok anh chị nha. Form dáng đẹp. Mở cốp sau nè. Đấy. Con đi được 190.000, 086 km rồi. Máy lạnh con này siêu khỏe luôn. Đây là máy lạnh nè. Mở một phát lạnh ngắt, chế độ ưu tiên. Dàn lạnh nè. Dàn lạnh đã được kích hoạt rồi. Trang bị màn hình cam dê, tẩu sạc thuốc. Đầy đủ chức năng trên con xe nha. Anh chị coi Trường Anh mở máy lạnh mà côn ga số không rung lắc luôn. Vô lăng nè, đẹp chưa? Vô lăng biểu tượng của Mitsubishi nè. Đời 2000 nha. Đời 2000 đăng ký lần đầu 202 luôn. Đó, tắp lô, tắp bi, thảm chống nóng đầy đủ chức năng trên con xe hết rồi. Đây là trang bị có cam hành trình đầy đủ nha. Tắp lô là anh chị coi sạch sẽ lắm. Không có dấu hiệu là khoan đục hay chém đục. Vì dòng này người ta không có chạy dịch vụ, nên cô chú chị yên tâm một mẫu xe gia đình thôi. Đây Trường Anh đang giới thiệu là xe cỏ anh chị nha. Đó, một mẫu xe cỏ về đi tốt dùng bền cho cô chú anh chị. Trên đồng hồ là không một dấu tích là lỗi lầm. Tu máy nè, đạp nhẹ phát lên 4.000 vòng rồi. Báo tu máy, báo km, báo xăng, báo nhiệt, báo nhớt, đầy đủ chức năng trên con xe. Thậm chí có cả báo cửa nữa nè anh chị ạ. Đầy đủ chưa? Máy lạnh lạnh buốt. Chức năng chỉnh đèn sáng tối đang hoạt động. Đầy đủ chức năng trên con xe nè. Đây là có kết hợp là có gương chỉnh điện nè. Mấy chục triệu thôi. Nubira bây giờ bên Trường Anh cũng đã bán 75 triệu rồi. Thì xe này 75 triệu thì tội gì anh chị phải lấy Nubira. Lấy một mẫu xe thương hiệu của hãng, hai chìa khóa Seco nguyên rin theo nhà sản xuất luôn.
Cùn gà số nè, đẹp như nhau, máy êm ru à. Táp lô táp bi cực kỳ là liền lẹt. Bốn cánh chính điện nè anh chị nè, ngồi một chỗ chính điện nè. Mượt mè chưa? Rất là mượt mè trên chiếc xe nhá. Máy êm lắm. Đăng kiểm mới nè, thay kính mới cho cô chú anh chị nè, xe full đồ chơi rồi. Hai bên phần thân trụ đẹp như nhau, tay nắm trên trần nè. Còn đầy đủ hết chức năng trên con xe nhá. Đây là phần từ tay gối đổ về phần ghế bên phụ nè. Không có dấu hiệu rách rưới nhá. Côn ga số là nguyên bản theo nhà sản xuất nè. Từ phần tay nắm nè, khay đựng đồ đây. Học tùy tay đầy đủ chức năng chưa? Lấy về chạy thôi. Máy siêu chiến luôn. Xe này chủ nhà cũng đã lên toàn bộ đèn led cho em nó rồi nha. Lót sàn cực kỳ là sạch sẽ, côn ga số nè, không có dấu hiệu là phai mờ. Bề ghét chân bằng nhựa nguyên bản của dòng Mitsubishi rồi anh chị. Đó là form dáng em Mitsubishi á. Gầm bề chắc nụi, không có mục ngọt đâu nha cô chú anh chị nha. Bằng xe nó một cái bộ áo màu lông chuột, nhìn rất là dễ thương luôn. Hai cụm đèn nè, hai cụm đèn nè, hai cụm đèn nguyên bản của xe. Kết hợp chủ nhà đã lên toàn bộ đèn led cho em nó rồi. Đèn bi, đèn gầm nè, đầy đủ chức năng rồi. Giờ đây thì sao ạ? Chả cần xe tiền trăm nữa đâu, chỉ cần xe tiền vài chục triệu thôi, sở hữu ngay một mẫu xe Mitsubishi, một dòng xe thương hiệu của Nhật, nhập khẩu luôn anh chị nha. Đăng kiểm mới nè, tất cả mọi thứ đều mới, đồng sơn, form dáng đẹp nè. Chất chưa? Con này 4-5 đúc luôn thì phải. Đây là phần ghế nè, ghế đẹp như nhau anh chị nha. Đó, hai bên sóng gân nè, hai bên sóng gân cửa đâu, không có dấu hiệu đâm ve đâu. Táp bi cửa cực kỳ là đẹp luôn. Đây là phần táp bi cửa nè anh chị. Chỉnh điện nè. Đó, cánh nào anh chị cũng có thể chỉnh điện được, rất là mượt mà. Lấy về chạy thôi, hôm nay giá siêu rẻ luôn. Giá này Trần Anh bán cho những cô chú anh chị tiền ít mà chất xe đẹp là đây nhá. Hai bên là báo cửa, mọi thứ chức năng đang hoạt động. Những sóng gân nè, không một dấu hiệu đâm va móp méo. Ghế phía sau nè anh chị nè, sạch sẽ chưa? Học tì tay đầy đủ chức năng trên con xe rồi đây. Đó, đẹp như nhau, ghi đai bảo hiểm an toàn đầy đủ cho cô chú anh chị luôn nha. Trần bọc ni lông cách nhiệt, tay nắm trên trần nè, nguyên rin luôn. Quá chất. Bao chạy nha. Máy đồng thời Trần Anh bao cho cô chú anh chị chạy luôn. Máy êm ru, xe cỏ mà nổ máy đứng không nghe tiếng động luôn. Anh chị coi Trần Anh đang mở máy lạnh, đang nổ máy luôn nè. Biểu tượng mặt cái lăng trước của Mitsubishi nè. Đây anh chị, trải nghiệm phần máy cùng với em nè. Con này cái cốp nó mở đâu ta? Đây rồi, đây rồi. Nỉ kết nhiệt nè, chủ nhà mà bắt thêm cho chị một cái nỉ kết nhiệt ở trong nắp capo rồi. Mẫu xe cỏ thôi, chất nụi. Nè anh chị, Mitsubishi nè, máy 1.6, đây là xài cổ xăng FI, đầy đủ chức năng rồi nha. 1, 2, 3, 4, con này xài 4 cái buri, 4 cái bếp full. Boe, cảm biến gió nguyên bản, hồng gió chờ, hộp chỉ dẫn cầu trì full boss nè. Những cái thông số là không dấu hiệu phai mờ. Đây là những công tắc hộp cầu trì là 10A, 10A đây nè. Thông số còn đầy đủ. Hai bên phần thân trụ đẹp như nhau, hai bên lường nè. Trước là không một dấu hiệu đâm va nha. Dàn trước của em nó nè anh chị ạ. Nhẹ nhàng cá tính mạnh mẽ. Đứng giữa một cái mùa xuân, hạnh phúc tràn đầy ý thơ trong cuộc tình này luôn. Chuyện tình của em Lan và Điệp. Đẹp chưa? Đầy đủ chức năng rồi. Máy đang hoạt động đây. Dầu trợ lực, nước xịt kiến, đầy đủ chức năng nhá. Xe không một ngày giờ đổ hơi nè anh chị nè. Anh Kem đang bơm nhớt, anh cò lật đật cất bước gõ theo sau. Lạch cà lạch cạch, rất là dễ thương trong cuộc tình này nhá. Máy đây nè, êm chưa? Máy cực kỳ là êm luôn. Đây Trần Anh sẽ test phần máy cho cô chú anh chị xem nhá. Chất chưa?
cục máy cực kỳ là chắc chắn nhá. Nói chung dòng này người ta có chỉnh cam cò nè, người ta khui ra người ta chỉnh cam cò vít xoe nè, chỉnh là bình thường nha anh chị nha. Đời 2000 cả 20 năm trôi qua rồi phải chỉnh nó mới êm được. Còn máy là chất nụi luôn. Đó, anh chị đam mê về mẫu Mitsu này thì alo cho em. Một dòng xe khá là thương hiệu, khá là nổi tiếng luôn. Mitsubishi, giá lại rẻ, tiền ít là đây. Hôm nay tri ân khách hàng bán cực kỳ rẻ cho cô chú anh chị luôn. Xa xa ở cuối chân trời, con mắt đa tím đứng chờ tại salon nhé. Xíu nữa chừng anh sẽ làm thêm một mẫu mắt đa tím nữa cho cô chú anh chị. Cực kỳ là đẹp, 323 đời 2000, nhập Nhật. Quá tuyệt vời chưa? Chất nụi, hai cụm đèn nè, hai cụm đèn phía sau của Mitsu nè. Còn in sâu vào đôi môi bé nhỏ luôn, biểu tượng hai chữ lăng dơ nè. Giá con này trên mạng, giá con này trên mạng nằm tầm 90 anh chị nha. 90 đến 100 tùy theo chiếc xe. Nhưng hôm nay Trần Anh bán giá cực kỳ là rẻ cho cô chú anh chị. Mọi thứ chức năng đang hoạt động rất là hoàn hảo trên chiếc xe luôn. Trợ lực bed full, máy lạnh, đăng kiểm mới, mọi thứ mới hết. Mới hết 100%. Đây là phần cốp sau nè anh chị. Đèn nè, đèn phía sau còn nguyên green luôn nè. Đây là phần cốp sau nè, những sóng gân bên phần cốp sau nè. Đó, mẫu xe cỏ đó. Năm mâm đúc, dòng này năm mâm đúc anh chị nha. Đây là phần cốp sau nè, không có dấu hiệu là mục ngọt đâu. Đầy đủ chức năng rồi. Máy êm ru. Hai chìa khóa nè, hai chìa khóa nguyên bản của Mitsu nè. Còn rin như thế này luôn. Sang trọng quý phái, đầy lịch lãm trong cuộc sống. S-Center anh chị nha, anh ngắm em thương anh rất là nhiều. Tuyệt vời chưa? Chả thiếu bất cứ một khoản gì nữa đâu. Trải nghiệm ngay luôn phần gầm cùng với Trần Anh nè. Giá cực kỳ rẻ. Đây là phần gầm xe nè anh chị. Đó, anh chị coi phần gầm cho Trần Anh nha, có mục không? Đấy, gầm bề chắc lắm. Không một dấu hiệu là mục bọt. Chắc chưa? Đam mê mẫu này alo cho em. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng. Nhớ đăng ký channel bên Trần Anh Ô Tô và đừng quên bấm vào chuông thông báo nhé. Trần Anh cập nhật về từng ngày từng giờ nhiều xe mới nhất, phục vụ cho bà con cô bác, được phục vụ cho anh chị, được phục vụ cho cô chú là niềm đam mê bên Trần Anh Ô Tô nhé. Luôn luôn thỏa sức đồng hành cùng tất cả các cô chú anh chị trên những cung đường phù sa. Mazda nè, Mazda siêu chiến, giá quá rẻ. Giá nhích thân Nubira một tí xíu. Sở hữu ngay một dòng xe Mazda 323. Bằng xe nó một cái áo màu môn đẹp cực kỳ chưa? Quá sức là đẹp luôn. Xíu nữa Trần Anh sẽ làm clip này chi tiết cho cô chú anh chị. Và sát bên đây Trần Anh còn hơi một mẫu Camry. Dòng xe Camry sản xuất năm 1889, đăng ký lần đầu 2002 nha. Đẹp cực kỳ. Biểu tượng Toyota. Một mẫu xe quy bắp, xe cỏ thôi. Em sơn là hết con luôn. Trắng ngọc trinh. Trắng gì mà sáng thế. Mâm nè, mâm vỏ chắc nụi à. Nội thất đồng sơn đẹp. Chạy siêu êm. Bao chạy. Bao chạy của chú anh chị nha. Biểu tượng của Toyota. Toyota Camry là một dòng xe truyền thuyết của buôn nền Chandra Group, sở hữu ngay động cơ máy 2 chấm mạnh mẽ đến tức thời trong cuộc sống luôn nha. Bed full toàn bộ, tạo cho nó một cái uy lực cực kỳ là mạnh.
với vòng mô men xoắn lên lên tới 65.000 vòng trên 1.000 mã lực. Đẹp chưa? Kế bên là hơi một em Toyota Camry sản xuất năm 2005. Form mới, đèn mắt liếc lên xenon toàn bộ rồi. Chất xe là siêu đẹp luôn. Giá khởi điểm Trần Anh bán giá là 330 triệu. Bớt cho anh chị 10 triệu và đồng thời bao rút hồ sơ cho cô chú anh chị luôn. Một cái mức giá quá là hợp lý. Một chiếc xe cọp lên full đồ chơi. Đây nội thất nè, sang trọng chưa? Trang bị là hai túi khí E-Bang bên phụ bên tài. Đó, toàn mẫu xe chiến không? Bần xe nó một cái áo màu hồng phấn nhá. Tắp bị cửa rin nguyên bản của nhà xuất luôn kìa. Đẹp lắm. Đây anh chị nè. Đây là phần ghế nè. Nhìn những sóng gân này cho Trần Anh biết nè. Nhìn những sóng gân này đi, anh chị sẽ cảm tưởng được. Cảm tưởng được một cái chiếc xe nhá. Mâm là mâm đúc nguyên bản của Toyota ABS, sóng bó cứng phanh, đầy đủ chức năng trên con xe rồi. Màn hình gối phía trước, phía sau, đầy đủ chức năng rồi. Tắp lô, tắp bi nè, trang bị là cụm điều hòa tự động, đầy đủ chức năng trên con xe nhá. Con này có kết hợp là gương từ cục từ mở nè, gương chỉnh điện nè, côn ga số nè, rin chưa. Đó, từng cái phần học tì tay của dòng xe Camry. Máy 2.4G anh chị nha. Dòng này phân biệt cho Trần Anh hai bản. Bản số sàn là 2.4G và 2.4E phân biệt cho Trần Anh. Đẹp lắm. Mẫu Toyota Camry là kết hợp phía sau là có rèm chống nắng hết. Đầy đủ trên chức năng trên con xe rồi. Báo giá cho cô chú anh chị rồi đó. Siêu đẹp, siêu chất, siêu cọp luôn. Trang bị là túi khí này, rất là nhỏ nhắn nè anh chị, có E-Bang túi khí này, những cái vân gai nè. Xe đẹp như vậy. Con này gốc ở Sài Gòn anh chị nha. Gốc ở Sài Gòn luôn. Xe này của anh bên Tư Pháp anh đi á. Đẹp cực kỳ. Zin chưa? Từ phần bệ các chân thôi anh chị, từ cảm nhận nè. Đó, những sóng gân nè, đẹp như nhau, nội thất mới 85% trên chiếc xe luôn. Khá là pro. Số sàn 5 cấp số thôi. 2.4G. Hai cụm đèn nè. Hai cụm đèn mắt xéo, đèn rời nguyên bản của dòng Camry nè. Biểu tượng chữ Camry, Toyota, màn hình cam da, cảm biến da, cảm biến trước, cảm biến sau, xóa điểm mù, hai gương chiếu hậu. Nói chung là full hết rồi. Xe này là full rồi. Chả còn thiếu bất cứ một khoản gì nữa đâu. Đam mê mẫu này thì alo cho em. Em còn hơn một mẫu Innova 2016. Xe này thì Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết rồi nha. Một dòng xe thương hiệu khá là nổi tiếng của Toyota luôn. Cực kỳ là đẹp. Ford Everest của Mỹ, bên em vẫn còn 26. Giá con đó là 200 thịt kim cho cô chú anh chị là 215 triệu. Và con Innova này thì bên Trần Anh bán giá là 540 triệu. Phích mạnh tay cho cô chú anh chị nhé. Đó, đam mê mẫu nào thì alo cho em. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau đến với tay người sử dụng. Mẫu xe này rất là độc luôn. Tháng 7 vừa mới đăng kiểm nè. Bần xe nó có một cái màu môn. Màu môn anh chị nha. Mâm đúc. Chủ nhà lên đồ chơi nè. Lên đĩa nè. Đĩa rebay nè. Đĩa rebay lên đĩa cho em nó rồi nha. Đẹp cực kỳ luôn. 85 triệu. Báo giá chi tiết rồi. Mazda 323. Kết hợp phía sau là cản đuôi cá nè. Form dáng 98A02995. Bô nè anh chị nè. Lên ốp bô phía sau nè. Đầy đủ chức năng xem nó rồi. Form dáng màn hình cam che. Đầy đủ phần option rồi. Chả thiếu bất cứ một khoản gì được đâu. Bần xe nó một cái áo màu muôn rất là đẹp luôn. Đây là phần mâm nè. Mâm là chủ nhà vừa lên mâm nha. Vừa lên mâm nè. Vừa lên bộ đĩa rebuy nè. Lên hết chưa? Đẹp như nhau nè. Nội thất thì sao? 5D. Full option 5D trên chiếc xe rồi. Đẹp chưa? Tắp bi cửa là 5D nè. Đầy đủ chức năng rồi. Tàn xe chiến không? Máy siêu êm, máy bao chạy. Đưa qua công nghệ 4.0 làm đẹp toàn bộ hết trên chức năng trên con xe rồi nha. Vô lăng thì của em nó vẫn là vô lăng ba chấu đây.
côn số nguyên bản của Mazda 323 nè, tắp lô tắp bi liền lẹt cực kỳ, ghế 5D phủ hết toàn bộ, sức nguội qua thời gian và năm tháng, những sóng gân không một dấu hiệu động vai cứng đục, kết hợp là trần nè, lên trần 5D hết cho em nó rồi, xíu nữa cho anh đăng chi tiết nhé. Đây nè, lên chưa, mâm cây mới lên, đẹp tuyệt vời. Mũi heo, biểu tượng logo của Mazda nè, mũi heo anh chị nha, xe chín lắm. Một lần nữa Trần Anh xin kết thúc channel tại nơi này. Em xin chào và hẹn gặp lại.